Ở tập trước, nhóm kết trên đường giao vật tư bị nhóm đạo tặc và nhóm tử tước William chặn giết. Rất may Tần Thiên đã giết tên thủ lĩnh đạo tặc, khiến nhóm đạo tặc như rắn mất đầu mà rút lui. Còn nhóm tên tử tước William hắn cho người ném rượu hòng cháy xe vật tư của kết, khiến kết không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng rất may Tần Thiên đã xử lý rất nhanh, khiến đồ trên xe vật tư không bị nổ. Sau cuộc chiến, nhóm kết tổng cộng có 13 người chết. Do xe ngựa chở hàng bị cháy còn mỗi đống củi nát, nên nhóm kết đã nghe theo cách của Tần Thiên tới làng gần bên chế tạo khinh khí cầu để giao hàng đúng hẹn. Chú Lanh cho các kỵ sĩ bê cất giấu hòm vật tư trong bụi cây, nhóm ông sẽ ở lại canh gác bảo vệ. Còn nhóm kết đi cùng Tần Thiên chế tạo khinh khí cầu. Những vật liệu và khâu sản xuất dụng cụ khinh khí cầu cần phải được gấp rút hoàn thành. Nhóm người của kết và Tần Thiên đi nhanh tới thị trấn Hera. Bọn họ đi người không với ngựa. Trên đường đi bọn họ nói chuyện với nhau. Kết có hỏi Tần Thiên biết được tên Jack đã chết. Anh ta không ngờ Tần Thiên và Nick là chiến binh vô cùng mạnh mẽ, điều này thật tuyệt vời với Kết. Tần Thiên và Nick luôn luôn đeo vũ khí bên người, anh tưởng bọn họ biết cả hai người là chiến binh. Đối với gỗ sen trước đây anh ta lại tưởng Tần Thiên và Nick đeo vũ khí đó là để mổ xẻ động vật đã chết. Điều này khiến Tần Thiên và Nick không nói nổi. Thoát cái họ đã tới thị trấn Hera, Kết vui mừng. Anh ta dẫn mọi người tới phòng thương mại của thương hội. Ngành công nghiệp, hỗ trợ trực tiếp, có một cô hầu gái ra chào đón. Cô ta kính cẩn chào hỏi mọi người. Xong hỏi mọi người cần thứ gì. Osben cho mọi người biết tên của cửa hàng này cô đã lấy nó. Có một bà lão trung niên tên là gì Norma bước ra. Bà phát hiện nhóm kết liền vội vàng xin lỗi vì bà không chuẩn bị chào đón bọn họ. Dì Norma hỏi kết có khỏe không. Kết cũng chào hỏi lại dì Norma, anh ta rất khỏe. Anh ta giới thiệu Tần Thiên với dì Norma. Dì Norma là người quản lý cửa hàng. Kết giới thiệu với dì Norma, Tần Thiên là phó chủ tịch thương đoàn. Bà đã nghe tên của Tần Thiên lâu lắm rồi giờ mới được gặp mặt. Kết nói với dì Norma, thời gian khẩn cấp, có một số đồ trong cửa hàng anh ta cần dùng gấp. Qua dì Norma cho biết, cửa hàng chỉ còn hơn 30 mét vải, nên bọn họ vẫn phải cần thêm 100 mét nữa. Dì Norma không biết sao Kết lại cần nhiều vậy. Anh ta nói với dì Norma cần dùng để làm khinh khí cầu. Kết lo lắng nhẩm tính, một rát xấp xỉ bằng 1 mét, 30 mét có vẻ nhiều. Nhưng dùng làm khinh khí cầu thì thiếu, sẽ còn lâu mới đủ. Anh ta không thể đi cùng dì vì sẽ gây rắc rối. Anh ta biết nơi này dì Norma là cư dân ở đây quen thuộc, biết nhiều chỗ, nên nhờ dì mua cho anh càng nhiều vải càng tốt. Đối với anh ta vải dù giá bao nhiêu cũng phải đảm bảo chất lượng vải, anh ta giục dì Norma mua càng sớm càng tốt. Dì Norma đã hiểu ra, Kết sẽ cử người của mình đi mua ngay cùng dì. Kết cho dì Norma biết, đó là số lượng lớn mà Kết cần nên phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Và phần còn lại thì Kết cho dì Norma nghỉ ngơi trong thời gian tiếp theo. Hai tiếng sau đó, Tần Thiên đang vẽ bản thiết kế khinh khí cầu. Còn Kết, anh ta ngồi trên ghế sofa than thở, đạp xe nửa ngày, so sánh với việc ngồi ở đây vài ngày thì đạp xe vẫn mệt nhất. Anh ta ngồi đó rồi ngủ thiếp đi mất, chỉ còn Tần Thiên làm việc. Phần thiết kế chung của khinh khí cầu Tần Thiên đại khái chia làm 3 phần, phần đầu tròn tức vỏ bên ngoài làm bằng vải. Phần thân có hệ thống đốt nhiên liệu, phần cuối là giỏ tức khung treo. Phần đầu tròn, nó được làm từ các dải vải nhẹ và không thấm nước được khâu để tạo hình cầu. Hiện tại, các loại vải và chỉ được sử dụng để làm màng bọc được làm bằng sợi ni lông hoặc sợi polyester, nhưng cần lưu ý rằng những sợi này không tồn tại khi những quả khinh khí cầu đầu tiên xuất hiện. Sợi ni lông được phát minh vào năm 1938 và polyester vào năm 1946. Việc gói những quả bóng bay đầu tiên được làm từ lụa hoặc giấy. Phần thân, bóng tròn, bóng bay, chính nó, được chế tạo từ bức cô. Đầu đốt, bóng sưởi ấm không khí, do đó tạo ra quả bóng nâng lên. Giỏ treo thì để chở hàng và hành khách. Phần thứ ba của giỏ treo. Đơn giản nhất chỉ là một khung gỗ, không có khó khăn gì cả. Phần đầu tiên của quá trình sản xuất bóng bay, việc này rắc rối hơn một chút. Tần Thiên cần có thợ may để vải được may thành hình quả bóng và đảm bảo đường may giữa các lớp vải thật khít. Phần thứ hai của đầu đốt là phần lớn nhất. Nó chính là chìa khóa khinh khí cầu hiện đại, sử dụng khí propan hoặc khí tự nhiên để lấy nhiên liệu, nhưng hiện tại không thể lấy được với những thứ này. Tần Thiên thiết kế phiên bản đơn giản, tên bếp tên lửa. Làm hai ống sắt, một lớn và một nhỏ có bán kính khác nhau 1 cm. Khi cấu trúc này hoạt động sẽ khiến không khí bị đun nóng, nó nở ra, trở nên nhẹ hơn và di chuyển lên trên, tạo ra chân không được hình thành dưới buồng để bơm không khí, vân vân. Tần Thiên đã hiểu điều này, anh tưởng tượng như ai đó liên tục thổi không khí vào thiết bị, làm cho tháp ngày càng mạnh hơn. Đây chính là lý do tại sao nơi oxy bị cạn kiệt ở phía trên, không khí sẽ bị hút vào lần nữa, gây ra nhiệt lượng tỏa ra khi đốt nhiên liệu đủ ga để có thể đốt lại, sử dụng tức là đốt thứ cấp. Sáng ngày hôm sau, có một em báo cáo với Tần Thiên, em ấy đã liên hệ vài hộ cho anh. Mọi người đi mua sắm ngay, nếu được chiều nay tới nhà kho. Tần Thiên cảm ơn em đó đã làm việc thật chăm chỉ. Tần Thiên nói chuyện với dì Norma, anh đưa tờ giấy cho dì, anh vẫn cần dì Norma đi thêm một chuyến đi nữa giúp anh tìm thợ may và thợ rèn càng nhiều càng tốt. Anh cần bọn họ thực hiện những điều được ghi trên giấy.
Dì Norma cho Tần Thiên biết, trong kho còn rất nhiều dầu cá voi nên sẽ dễ dàng để chia phần còn lại. Những cái trong giấy này Tần Thiên có thể được thu thập từ họ. Dì Norma không biết thợ rèn Tần Thiên có những yêu cầu gì. Tần Thiên yêu cầu họ có tay nghề càng tinh tế thì càng tốt, có thể tăng lương phù hợp, điều quan trọng nhất là có thể đưa mọi người kinh lai. Kết đã tỉnh giấc, anh ta ra hỏi Tần Thiên, anh ta cũng không biết về những nguồn cung cấp này, lo lắng họ không thể có được tất cả cùng nhau càng sớm càng tốt. Tần Thiên khuyên anh ta đừng lo lắng sẽ không có gì. Quả bóng khó nhất và đầu đốt đã được thu nhỏ lại thành nhiều phần, tháo rời thành nhiều phần. Có thể được bàn giao cho các xưởng khác nhau đang sản xuất cùng một lúc, khi bạn đã hoàn tất việc ghép nó lại với nhau, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đêm qua khi Tần Thiên đang thiết kế nên nảy ra ý định này. Quả bóng khó nhất và đầu đốt đã được thu nhỏ lại thành nhiều phần, tháo rời thành nhiều phần. Có thể được bàn giao cho các xưởng khác nhau đang sản xuất cùng một lúc, khi họ đã hoàn tất, việc ghép nó lại với nhau có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đến chiều, dì Norma dẫn Kết đi xem những vật liệu được sản xuất từ Helawell uy tín, các mẫu được thực hiện đều đã đạt đến dòng đủ điều kiện, đây là kết thúc một lô thành phẩm. Kết khen dì Norma làm rất tốt, còn cảm ơn dì đã làm việc chăm chỉ. Dì Norma báo cáo với Kết là đã tuyển dụng các kỵ sĩ ngày hôm nay và các kiểm lâm viên, họ sẽ hộ tống Kết trở lại. Tần Thiên không ngờ hiệp sĩ có thể được thuê. Osman cho biết, một hiệp sĩ thuộc một gia đình quý tộc, tất nhiên là không nhận việc, nhưng những người này thì không, họ là lính đánh thuê, thiết bị do chính mình nâng lên. Thành hiệp sĩ, miễn là nếu họ có đủ khả năng mua tiền vàng, họ sẽ được thay thế mà không có vấn đề gì, họ làm việc rất chăm chỉ. Tạm biệt dì Norma, gần chiều tối họ đã trở lại khu rừng Rana. Osman cho biết, họ chỉ còn lại 4 ngày. Osman nói chuyện với Kết, cô không biết những quả bóng đó tức khinh khí cầu có thể cho phép bọn họ đến trong vòng 4 ngày đã tới đích không. Đối với Kết dù sao thì anh ta cũng đã cố gắng hết sức, ngay cả khi anh ta không thể bắt kịp, đó là tất cả. Chú Glenn thấy Kết quay về ra đón, anh ta vừa thấy chú Glenn liền bảo chú bắt đầu gỡ hàng nhanh lên và di chuyển theo lời anh ta. Trong khi đó, Tần Thiên phụ trách làm khinh khí cầu, anh cần thêm mấy người nữa rồi hướng dẫn mọi người làm khung gỗ. Khinh khí cầu nhìn có vẻ xấu hổ nhưng nó rất lớn, khả năng chuyên chở đường dài của nó không nhiều. Thể tích bên trong bằng nhau và nhiệt độ bên trong so với nhiệt độ khí quyển. Sự khác biệt và mật độ khí quyển thận trọng. Tuy nhiên trên thực tế, khả năng chuyên chở vẫn khá nhiều sai lệch. Được thiết kế bởi anh, khi nóng với quả bóng có đường kính 20m. Khi quả bóng đã được cố định chắc chắn, tốt nhất là không nên mang nhiều hơn 1.000 bảng. Sau đó đưa hành khách đi, và trọng lượng của nhiên liệu không thể mang theo được nhiều. Vì vậy cần phải thực hiện 10 khinh khí cầu an toàn hơn. Sau khi làm xong thì trời cũng đã tối. Kết và Osben không ngờ cái này quá lớn, người lớn như vậy chỉ cần đốt lửa là bay ư. Chỉ cần thắp sáng nó lên thôi, Kết còn tưởng nó phải có đôi cánh hay thứ gì đó. Gỗ sen không biết bay cao bao nhiêu, anh ta thấy cái này có vẻ nguy hiểm. Tần Thiên cho biết, anh ta chắc chắn có thể bay, nhưng nó có thể bay cao bao nhiêu khó mà nói ra được, thực sự có điểm nguy hiểm. Chất liệu bóng của khinh khí cầu hiện đại chủ yếu được làm bằng ni lông hoặc polyester gia cố, làm bằng vật liệu và sau đó sơn màng sơn để đảm bảo độ kín khít. Nhưng dù nó được gia cố bằng ni lông hay polyester, bây giờ không có thứ đó, nó chỉ có thể được thay thế bằng vải, nhưng miễn là với đủ nhiệt, có thể đạt tới thiên đường. Tần Thiên làm một thử ví dụ bằng thả đèn trời cho bọn họ xem, chỉ với cái này giống như khinh khí cầu nhỏ. Tần Thiên châm nến ở giữa, anh chắc chắn họ sẽ tò mò về nguyên lý của khí cầu. Sau khi châm lửa, Tần Thiên thả đèn trời đi, nó lập tức bay lên trời. Điều này khiến cả hai quá kinh ngạc. Kết ngây thơ hỏi Tần Thiên và Osman, đi chuyến này, bọn họ có thể gặp được Chúa không? Điều này khiến cả Tần Thiên và Osman không biết nói gì nữa. Sa mạc lời với Kết. Osman khuyên Kết nên im lặng thì tốt hơn, chứ cứ mỗi lần nói, không ai nói lại nổi. Tần Thiên xin lỗi anh ta, chuyện này anh không có cách nào đưa Kết đến gặp Chúa, và anh không nghĩ Kết muốn nhìn thấy Chúa. Kết chỉ nghĩ, Chúa nên ban phước cho bọn họ. Tần Thiên lắc đầu, anh đã làm thêm dù nhỏ đeo trên người. Đây là điều quan trọng nhất về khinh khí cầu. Anh nghĩ mọi người nên trang bị nó. Tần Thiên cầm dù nhỏ lên và dặn mọi người, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, hãy nhớ hạ cánh bằng cái này, hãy khoác chiếc ô này lên lưng và sau đó không ngại ngần nhảy khỏi khinh khí cầu, thứ này có thể cứu hộ họ ở độ cao lớn khỏi chết. Sau khi nghe xong bọn họ tá hỏa một phen khi nghĩ đến việc nhảy từ trên cao xuống, họ nghĩ chắc chắn họ sẽ chết. Tập phim đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn ở video sau.